Hello, xin chào các bạn. Hôm nay mình sẽ vẽ một bức tranh hai con phượng hoàng. Bây giờ mình bắt đầu vẽ nhé. Thank you.
ơi, bức tranh mình đã vẽ hoàn thành rồi, hai con phụng hoàng. Nếu các bạn thích hãy cho mình một like và bấm nút đăng ký để mình có video mới nhất ở lần sau nhé. Bye bye các bạn.